Ngày hôm nay mình đã trở lại với trò chơi yêu thích của mình, đó chính là Dashboard. Và ngày hôm nay mình không có solo hay chơi với bất kỳ người khác nữa, mà mình sẽ đi đánh boss mọi người à. Một con boss siêu to khổng lồ samurai và rất mạnh luôn mọi người ơi. Nó có thể thả ra laser bên dưới cho mình né nè. Đồng thời ở đó có thêm những cái cục tròn để cái trụ bật lên đẩy mình lên, tốn máu mình luôn mọi người. Nếu mình không cẩn thận là mình có thể chết ngay lập tức luôn đó mọi người à. Thôi được rồi, để không mất thời gian của các bạn, chúng ta vào video luôn thôi. Let's go. Hôm nay mình sẽ thử đánh cái con boss gọi là boss tinh linh bị nguyền rủa các bạn à. Được rồi anh em, vô đây anh em. Vô anh em ơi. Diễm ơi, đây nè, cứ đây. Quay. Trời ơi, Diễm ơi, Diễm đi đâu vậy Diễm? 3 giây nữa hả? 3 giây, 1 giây. Đã kiếm cặp mọi người em không? Ê, này quay được gì nè? Em lại. Này là gì? Chú tể gì? Chú tể bỏ con. Nhìn mình ngầu thật sự luôn á mấy bạn à. Cầm hai cái vũ khí rồi. Úi giời ơi. Nhìn tôi cũng ngầu vậy. Người có tiền người ta nói chuyện ha. Nhưng mà bà không có cái aura giống tôi. Sao bà không ghép aura vô cho nó đẹp? Có aura xịn nên không ghép. Trời ơi, cái trò này xịn cái là chúng ta chỉ cần AFK thôi là chúng ta có aura xịn rồi. Nên là AFK đi. Bọt đến nè mọi người, vô mọi người. Ủa, bắt đầu. Ui. Ui. Đẹp. Quay cái kiếm của nó đẹp nha. Cái gì vậy? Vậy trời ơi, gì mới vô bị đánh góc cái rồi. Bị gì? Ơi nó tới với mấy kìa. Góc nhìn của tôi bị gì vậy hả ta? Chúng ta sẽ cố gắng đánh vô nó để nó gì đó mọi người. Nên là chúng ta phải cố gắng đánh nha anh em. Ui ngon, mất một lỏng máu rồi kìa. Chúng ta phải cố gắng giết con boss này thử nha anh em. Ui. Nè nè mọi người, nè. Ghê vậy, chắc có đó, Mày nè con này chậm quá. Mọi người có skill mọi người xài mọi người. Yes sir. Ôi con máu. Ê cái gì kìa? Nhảy lên nha mọi người. Mọi người chỉ cần đứng im nhảy thôi, đừng có chạy lên nhảy, hiểu không? Đi không kịp cái bánh cái kia đâu. Yes sir. Mày này, mày láo, mày nháo, mày xong mày sao mày. Ủa chết rồi, còn mày có một máu à. Nhảy lên ăn hai cái bánh đẩy luôn. Mày nữa nè. Ui ôi, sao nhiều thứ dữ vậy nè. Ôi trời, Rio 2 lần em không né được. Trời ơi. Để mà mình anh giết boss cũng được. Ok anh ơi. Anh nha, giết mình có được bú ké không ta? Không mày chết rồi mày. Chưa? À đúng rồi, cho Nia làm chuột bạch đi, tí mình biết hết chiêu của boss đánh tiếp anh ơi. Hay à? Hay đâu. Hay á. Cái gì vậy? Này. Không hiểu gì chuyện gì xảy ra luôn anh em ơi. Mày nè mày. Ôi quá trời chiêu. Trời gì quá trời chiêu vậy? Là trời. Ôi. Né đi. Trời. Hay à. Hay à. Không chơi được skill luôn mà. Một lần cuối không nè anh. Mình phải thật là tập trung. Cảnh giác thiệt sự các bạn ơi. Tại vì lần cuối nó sẽ rất là căng đó. Ủa nè anh không chơi được skill luôn á. Không hiểu rồi như nó không cho chơi ấy. Ủa em chơi bình thường ha. Hai đam kìa. Hai đam tao còn con máu rồi. Tao còn con máu mà đánh hai cũng vậy rồi con. Ây da. Không rồi mất bại lần này. Chúng ta lại làm thêm lần nữa anh em yên tâm. Mở cái ra nhà vô định luôn nè. Có 1000 nè. Vô vậy cho mấy ơi. 1 giây. Vô. Rồi xong. Không tôi biết ngay mà. Mở làm chi. Ui không dám mở rồi. Ui bắn ra. Ui. Ôi, ai da. Ôi. Cái cột đâm lên vậy là cái cột đâm lên có đam. Cột đâm lên có đam đó, ai? Cẩn thận. Ai em bị dính mà. Nhưng mà em không tin anh. Chán dữ vậy. Cố lên. Đi đèn coi kìa. Ui rồi, nó bấm. À nhảy được 2 lần, bố khỉ. Ui vậy. Tại giờ biết hả? Bạn đâu? Trời ơi. Ai da. Đây tập trung nè. Nó điên rồi. Điên rồi em ơi. Xong rồi. Ok. Em không né được cái cột. Chưa nói với câu mày đi sớm mày. Cái cột khó chịu quá. Tôi làm được sao? Đó điên quỷ. Ôi. Ít hai rồi. Ủa xe gì còn sống không vậy? Rồi nó đi luôn rồi. Đợi đi hai gánh thôi. Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi! Cứu tao! Cứu mẹ nó! What the fuck? Đây rồi, chúng ta đã trở lại. Bây giờ mình vô một cái lobby khác đông người hơn để coi mình có thể giết được không các bạn ơi. Tại vì tụi mình gà quá. Trời ơi, come on luôn rồi. Trời ơi. Đây rồi, Legend Derry nè. Để mình có thể ra được cái Legend đâu anh em. Come on luôn á chứ. Ra đi này mà ẩu xanh á. Đứng này luôn. Nhiều khi thằng này có kinh nghiệm đó. Nhiều khi thằng này có kinh nghiệm đó anh em à. Nên đứng sát ở đây. Úi, hết hồn chưa. Nhìn cái con này thôi anh em, không cần nhìn con khác. Ê, trời ơi. Thôi mình đừng nên đứng đó anh nha. Thấy đứng gần này ok mà. Ây da. Không có né được. Né không kịp,
dễ thôi mọi người, xây ngang qua á, mọi người xây ngang qua nhảy á. Ôi ôi quá đơn giản luôn các bạn không? Nhảy một thôi nha, xây ngang qua nhảy một thôi. Còn chừng nào tới cái hoa hồng á mọi người nhảy hai. Nói chung là nhảy một á, đa phần là nhảy một thôi. Quái kìa động thì cái mày nó sủa kìa. Số lượng người càng đông nó càng nhiều. Đó, nhảy hai. Rồi bắt đầu khó lắm nha, bắt đầu khó lắm nha anh em. Còn ai vậy? Rồi còn bốn người vậy. Rồi quả bóng nhưng hai thiệt hại. Một cái thì tôi cũng chết đó, luôn. Đó đó đó, hút đó là cấm skill mình đó. Rồi cấm skill nữa, con gà này. Mày. Dạ. Yeah. Game cho mà. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Đậu xong. À, trời ơi là trời. Rồi thêm một người đi nữa, thêm một người đi nữa. Ây ha, ủa đánh má đánh cho kịp, má đánh cho kịp. Thầy đánh thế sao đỡ. Thầy đúng vậy. Lần cuối nè, lần cuối nè. Anh nói đồ quanh, anh nói đồ quanh. Con boss này khá mạnh nha anh em, con boss này khá mạnh đó. Đánh giá là nó khá là mạnh đó. Không phải đùa. Không phải đùa, nó như thầy chùa. Quậy quá. Yeah. Vô. Vô anh em. Vô mọi người. Đó, hút máu nè. Không, cái này nó cắm, nó cắm kêu mình đó. Cắm chiêu, lộn. Rồi. Ui, ôi trời ơi. Nó hồng rồi. Hên. Thôi là có cái chiêu lướt. Ui giời ơi. Hãy bà. Ui giời ơi, quá mượt. Xinh xíu, xinh xíu. Rồi, để anh viết nó cho mấy em xem ha. Rồi, quả bóng cái thai rồi đó, căng đó nha. Vừa nhanh vừa gì đó nha. Dạ, rỉ. Dạ rồi. Nè, cố lên nè ơi. Cái tem trong cậy vào anh. Ai à, nhiều quá. Trời ơi nó nhiều quá. Anh cố quá lắm rồi đó. Ê, cố lắm luôn á. Lại chúng ta làm lại thôi. Thôi, không có một máu. Rồi. Rồi tới nữa rồi. Rồi. Ngầu. Thôi sao chết rồi. Oh shit. Here we go again. Okay. Trời ơi mấy cái cột có hộp. Trời em ơi. Xui nha, em xui nha, em xui anh em đấy. Mấy đứa em không? Mấy đứa em không? Em không im rồi đó, em đi ba máu rồi đó. Chém một cột một banh. Cố lên anh ơi. Tập trung lắm đó, để khúc cuối đó. Khóa chiêu bằng đó là vội giùm tôi cái. Hết khóa đó. Khóa nó đi. Khóa chiêu nó đi, trời ơi. Mệt lắm rồi. Khóa chiêu nó giùm tao cái boss đi. Rồi. Ủa chưa? Ừ. Rồi ngon. Rồi mình qua banh mình đầu tiên là thấy ngon rồi đó. Rồi xong rồi. Hey. Dạ, chịu rồi. Dạ yeah. Mất nghiệp rồi. Đi ha, đi hai máu rồi. Ây da, cái gì vậy? Cái cột rồi. Liên quan anh cột. Anh còn sao? Cố lên anh ơi. Ôi. What? What the fuck? Nó còn một phần nữa. Cố gắng tụi bay nha. Giữ hết máu, 5 máu tới bằng cuối. Sau đó cái lúc mà nó bắn cái tia laser, mấy cái tia laser đầu tụi bay dán né đi. Xong rồi tụi bay cố gắng để cho cái kia nó đẩy tụi bay lên cao. Hiểu không? Lúc đó không có còn bị laser nữa. À, cái tụi bay chỉ tốn một máu rồi. Rồi tụi bay không bị laser, tụi bay tập trung đánh banh thôi. Hiểu chưa? Yes sir. Yes, đó. Ây da, mất một máu, trời ơi. Trời ơi, cái easy. Lúc mà nhảy laser thì mọi người nhìn vô cái người của mọi người á. Gần boss. Mọi người nhảy la da mọi người để cái cam mình canh ngang mọi người. Ngoài canh ngang quá, đứng ngang quá. Ừ. Nhìn ngang 90 độ á. Oh yeah. Ừ, đúng rồi. Khóa mỏm nó đi. Đừng cho nó xài skill nữa. Dạ. Yeah. Anh. Ổn nha. Không sao, mất một máu à. Dạ, yeah, một máu rồi. Ok. Yeah. Em còn 3 máu. Hai lần đánh nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Tên cuối khó lắm á nha. Cố gắng nha. Nhưng nghe nói không? Nghe nói không? Cái lúc mà gì được thì gì luôn. Nhớ không? Ok. Hay đó. Ấy là đi luôn đó. Ừ, khoa mỏng là đi luôn. Lên. Ây da. Cái đầu không cần đâu. Kêu cái đầu cố né đi. À, gì ba. Cái này nè, cái lúc này nè, cái lúc này mới lên đầu nó được. Thầy ơi. Má nhiều quá. Ôi trời ơi, mày coi tao kìa. Đung luôn, thấy không? Thôi, ngay.